vị, thị trường chứng khoán trong nước trong phiên cuối tuần ở cả hai chỉ số đều có một kết quả tăng, đặc biệt là tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN Index sau khi test lại mức điểm tâm lý xung quanh 900 điểm. Thì trong phiên ngày thứ 6, chỉ số này đã tăng được 17 điểm lên mức 924 điểm. Thanh khoản cũng ở mức khá khi có 5.000 tỷ đồng được giao dịch trên cả hai sàn. Và chúng ta sẽ cùng đến phần bình luận của vị khách mời là anh Trần Quang Khải, trưởng phòng tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân của công ty chứng khoán Rồng Việt. Chào buổi sáng anh Khải. Thưa anh, chúng ta thấy rằng là trong phiên thứ 6 thì thị trường đã tăng ngay từ đầu phiên và rất là nhiều cổ phiếu, chúng ta thấy là 2/3 bảng điện tử là đều đã tăng xanh rồi. Như vậy thì với những cái khía cạnh phân tích kỹ thuật cũng như cơ bản của thị trường trong cái phiên thứ 6 và những cái phiên tăng điểm của cái tuần vừa rồi đó, thì anh có thấy rằng là chúng ta có tự tin ở một cái trend tăng trong cái thời gian sắp tới chưa? Thứ nhất về khía cạnh là kỹ thuật thì chúng ta cũng thấy là trước tuần vừa rồi là thị trường đã có 9 phiên giảm điểm liên tiếp, là một mức giảm rất là mạnh và kéo dài. Do đó là rất nhiều cổ phiếu đã về vùng quá bán và cũng có thể coi là rẻ. Và cũng trong đó thì cũng rất nhiều cổ phiếu là đã có kết quả kinh doanh quý 3 tốt, nhưng mà do gặp cái thời điểm thị trường nó không thuận lợi nên là nó bị giảm. Thì trong cái tuần này, thị trường sau khi đã giảm về một cái đáy có thể nói là khá là cứng trước đó là vùng khoảng 880-885 điểm, thì đã có cái dòng tiền bắt đáy vào rất là mạnh và sau đó là liên tiếp duy trì được tăng lên đến tận khoảng 924 điểm trong cái phiên cuối cùng của tuần trước. Thì đó là về mặt kỹ thuật. Còn về thanh khoản thì cũng thấy cũng có sự gia tăng, tức là có sự cải thiện. Thì trong cái thời điểm hiện tại thì rõ ràng là chúng ta không kỳ vọng được là một cái thanh khoản nó quá cao. Thanh khoản như mức chị nói là cái mức tôi đánh giá là cũng khả quan trong thời điểm hiện tại. Do đó là trong tuần tiếp theo tôi nghĩ là thị trường vẫn sẽ có cái đà đi lên và có thể VN Index có thể lên đến khoảng vùng khoảng 950 điểm. Đó là về mặt kỹ thuật. Còn về mặt cơ bản thì cũng khá là nhiều thông tin hỗ trợ cho thị trường trong cái tuần vừa qua. Chúng ta có thể thấy là sau 9 phiên giảm liên tiếp thì cái PE của thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm về mức chỉ còn khoảng hơn 15 thôi. Đó là một cái mức rất là thấp trong vòng khoảng 2 năm vừa qua và không bị coi là đắt. Thì cái đó cũng tạo ra một cái sự hấp dẫn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ hai nữa là bây giờ đang là thời điểm cuối cùng để công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 thì cũng tương đối là nhiều các cái công ty lớn có những cái kết quả kinh doanh khả quan. Do đó cũng sẽ là một cái động lực để cho các cái cổ phiếu đó bật lên. Và thứ ba nữa là cái mà hầu như cả thế giới lo lắng trong thời gian qua là chiến tranh thương mại thì đã có những cái tín hiệu mà tích cực hơn. Đó là cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ với Tập Cận Bình và theo ông Trump nói thì đó là có rất nhiều tín hiệu tích cực. Thì thêm một yếu tố nữa đó là ngoài Việt Nam thì hầu như toàn thế giới trong cái tuần vừa rồi đều tăng rất là mạnh. Từ Nhật Bản, châu Âu, châu Mỹ hay là các nước châu Á đều có cái mức tăng rất là mạnh. Thì Việt Nam cũng nằm trong cái xu hướng phục hồi như vậy. Vâng, và chính xác như anh nói là rất nhiều cổ phiếu đã đi về cái mức giá đáy của trong 2 năm qua và thậm chí là một vài cổ phiếu đã về đến cái mức điểm thấp nhất từ kể từ khi bắt đầu niêm yết trên sàn luôn. Và chắc chắn là chúng ta cũng kỳ vọng một cái cú hích để mà thị trường có thể quay trở lại cái trend tăng. Nhưng mà trong đó chúng ta thấy là có một vài hiện tượng cũng không phải là hiếm. Và chúng ta thấy rằng là cổ phiếu, ví dụ như là điển hình cổ phiếu AGF của IG Fish thì là một trong những cổ phiếu mà có những cái thông tin không mấy tích cực nhưng mà cũng vẫn tăng giá, tức là các nhà đầu tư vẫn giải ngân vào những cổ phiếu này. Thì anh giải thích cái hiện tượng của AGF cũng như là một cái hiện tượng chung khi mà mặc dù có thông tin không tốt nhưng mà vẫn tăng điểm theo thị trường. Theo tôi thì có một số ý như thế này. Thứ nhất là AGF thì nó là một cổ phiếu về thủy sản. Thì trong thời gian vừa qua các cái doanh nghiệp thủy sản hầu như báo lãi rất là tích cực và đó là một trong những cái ngành mà có sự phục hồi rất là mạnh trong thời gian vừa qua cũng như trong tương lai. Khi mà cái hiệp định CPTPP được ký kết và thành hiện thực thì ngành thủy sản cũng là một trong những cái ngành được hưởng lợi. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là những cổ phiếu có thể là xấu hơn mấy chăng nữa nhưng mà trước đó do đã giảm rất là nhiều rồi thì có thể khi thêm một hai tin xấu nữa thì cũng không có tác động gì đến nhà đầu tư. Và đôi khi tin ra thì nó lại coi như nhà đầu tư lại nghĩ là đã phản ánh hết rồi và cũng có thể một số nhà đầu tư sẽ
theo trường phái mạo hiểm là sẽ bắt đáy những cổ phiếu như vậy. Và thứ ba nữa là có thể một số cổ phiếu như Agifis nói riêng hoặc là những cổ phiếu khác là có cái thanh khoản rất là thấp. Vâng. Do đó chỉ cần một cái lượng tiền rất là nhỏ cũng có thể đẩy cổ phiếu trần, hoặc là một lượng bán nhỏ cũng có thể làm cổ phiếu giảm sàn. Do đó là cái những cái hiện tượng mà tin xấu ra mà tăng trở lại như vậy thì cũng không phải là hiếm và khá là phổ biến trên thị trường. Vâng, và chúng ta quay trở lại với lại tình hình thanh khoản thì thống kê cho thấy là cái lượng cho vay của các công ty chứng khoán trong cái quý 3 thì cũng đã có phần nào giảm lại trong quý 2 rồi. Bởi vậy chúng ta thấy rằng là tháng 9 cũng là một cái tháng mà thị trường cũng có nhiều những cái sự điều chỉnh, và tháng 10 cũng vậy. Thì theo dự báo rằng là ở cái quý 4 hàng năm đó, đặc biệt là gần đây nhất là năm 2017, là cái năm mà các công ty chứng khoán, cái số lượng cho vay của các công ty chứng khoán là thấp nhất trong tính trong toàn năm. Nếu như vậy thì xu hướng là các công ty chứng khoán có khả năng là sẽ hạn chế lại cái phần cho vay margin. Như vậy thì ở công ty thực tế ở Rồng Việt của anh như thế nào, và nếu như vậy thì nó có ảnh hưởng nhiều lắm đến tính thanh khoản của thị trường, dòng tiền chảy vào thị trường trong những cái tháng còn lại của năm không? Tôi nghĩ là cái hiện tượng margin trong thời điểm hiện tại thì cũng không có gì đáng lo lắng, và cái hiện tượng mà nó giảm lượng margin trong quý 4 thì cũng là bình thường, tại vì năm ngoái và năm nay là nó đều dính vào những cái đợt giảm khá là mạnh tầm cuối năm. Mà khi giảm mạnh như vậy thì tự khắc là cái lượng margin trên thị trường nó sẽ giảm đi. Hoặc là một số đã bị giải chấp trong cái đợt giảm mạnh, hoặc là đa phần nhà đầu tư cũng đã nhận thấy những cái rủi ro của thị trường và họ chủ động họ giảm cái margin đi. Hoặc là các công ty chứng khoán cũng cẩn thận hơn trong cái việc giải ngân cho margin. Do vậy là cái chuyện mà margin trong cái quý 4 nó giảm đi thì là chuyện tương đối là bình thường. Và tôi nghĩ đó là một cái hiện tượng tốt chứ cũng không mang lại cái tiêu cực gì cho nhà đầu tư hết. Vì chỉ khi mà margin nó tăng lên mức quá cao, mức kỷ lục thì chúng ta phải lo sợ. Vì khi đó là cái rủi ro nó rất lớn rồi. Còn khi mà margin nó đang ở mức thấp thì đó là một cái tín hiệu tích cực cho thị trường, chứ tôi không đánh giá đó là cái tiêu cực. Vâng, và chứng tỏ rằng là các nhà đầu tư vẫn khá là thận trọng với thị trường chứ không phải là quá ở cái mức quá tham lam hay là cái quá đà gì đó để mà giải ngân vào thị trường, đặc biệt là trong cái tình hình rằng là cũng khá là bất ổn như là hiện tại. Vâng, và cảm ơn anh Trần Quang Khải rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tin Sáng của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những nhận định về thị trường chứng khoán của anh Trần Quang Khải, công ty chứng khoán Rồng Việt.